Kính chào tất cả quý vị và các bạn, các bác của nghiệp đam mềm thành trên khắp bờ biển Tổ quốc. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn, các bác quay trở lại với kho dây bãi của Quang Minh Auto. Quang Minh Auto có rất nhiều, có rất nhiều mẫu dây loa hay dây tín hiệu của bãi Nhật xin và, và đã có nhiều clip mà Quang Minh đã giới thiệu đến quý vị và các bạn, các bác Rất nhiều bản khác nhau, từ những bản bình dân hay đến những cái bản cao cấp, rất nhiều bản khác nhau nha. Tiết diện lớn, tiết diện nhỏ khác nhau để anh em có thể lựa chọn rất nhiều mã khác nhau rất nhiều kể cả những dòng dây uh, maxi tốc bãi mỹ này cái bản dây chất lượng cao dây mãi mỹ xịn cũng có nhiều clip chia sẻ cho anh em Đấy, dây tín hiệu dây có chống nhiễu này hoặc là dây loa có nhiều rất nhiều bản rồi và clip này thì quang bên nhau luôn để giới thiệu đến quý vị và các bạn các bác em những cái bản dây loa giá rẻ một cái dây loa bốn nõi và chỉ có 30.000 và bốn nõi tiết lông bạ bạc và dây chỉ có 30.000 một mét thôi và cái cắt mét theo mỗi yêu cầu của anh em dây bãi nhật với lõi mã bạc khả năng truyền tải tín hiệu thì cực kỳ tốt và cái dây bãi nhật nó tùy từng cuộn có cuộn lớn cuộn bé khác nhau có những cuộn thì nó chỉ được một ít như này thôi anh còn một cuộn còn lớn cuộn thì nó rất là nhiều hoặc là cuộn nó lớn hơn một chút đấy. đây hoặc cuộn lại vậy nó có nhiều nó có sẽ không có cái số mét nhất định như những cái là cái dây sản xuất đại trà nó còn những cái dây sản xuất đại trà thường nó sẽ về với những cái cuộn theo số mét nhất định 100 m 200 m hay 500 m nhưng mà dây bãi nhật thì nó là dây bãi mà thì nó sẽ cắt mét nó tùy từng từng, lô nó về có đợt nhiều được ít khác nhau có thể là dây lớn dây bé tùy từng loại có rất nhiều nhiều, nhiều mã khác nhau để anh em có thể lựa chọn này và cái bản hôm nay bản chủ yếu hôm nay mới giới thiệu chủ đạo giới thiệu cho anh em một cái bản dây à, giá rẻ để anh em có thể à, dây đi trong thùng loa hoặc dây kết nối các loa và dây bãi nhá với cái dây màu đen đấy, lớp <laughs> đem dây rất là mềm cực kỳ mềm nhé. lớp vỏ ngoài thì được làm bằng một cái vật liệu đặc biệt chuột bọ nó không bao giờ nó gặm nhấm nó khác hẳn so với những bản dây khác nhé đấy, lớp vỏ ngoài vật liệu cực kỳ đặc biệt và trên dây thì có sẽ có đầy đủ như một số cái thông tin để anh em cùng tham khảo một số thông tin như AVKM là một trong những tiêu chuẩn âm thanh rồi E 4147V Style 2517 105C 105C VVK1 Pro LF và Pro hay Hitachi nó đều là một anh em nhá hai thằng này nó đều là một nó đều là dây bãi nhật xịn và tùy từng thời điểm có những thời điểm nó sẽ là dây của Pro Tedo hoặc là thời điểm dây của Hitachi thằng hai thằng nó đều là một đều là dây bãi nhật xịn với khả năng truyền tải tín hiệu cực kỳ tốt với lớp vỏ ngoài với dây rất là chắc chắn này cả lớp vỏ ngoài cực kỳ chắc chắn này đấy, kết cấu cái bản này rất thích dây giá rẻ mà lại 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 có cái kết cấu rất là chắc chắn và dây này thì anh em cũng có thể đi sử dụng là dây đi trong trong âm tường dây đều được về cái lớp vỏ ngoài nó bảo vệ rất là tốt lớp cao su ngoài dày dặn chắc chắn này rất là chắc nha đấy và sau cái lớp vỏ ngoài bên trong ở đến một cái lớp giấy chống ẩm này Đấy, bọc xuyên nước đầu dây. Đấy, bọc rất là chắc chắn. Và trong cùng là bốn nõi với cũng có bốn màu khác nhau. Ừ. Cái dây bãi Nhật bốn lõi và bốn màu và lõi bọc tất lông thì, thì cũng, cũng có nhiều clip và nhiều bản khác nhau đã chia sẻ cho anh em. Đấy. Có những bản tầm 50.000 một mét hoặc 65.000 hoặc 90.000 hoặc là 150, 200.000 mét hoặc 280 cũng có. Đấy nhưng mà tùy từng tiết diện lớn bé. Nhưng mà riêng cái bản này bản hôm nay giới thiệu cho anh em, bốn lõi tiết lông này, bốn màu này là một trong những cái bản giá rẻ và chỉ có 30.000 một mét đấy. anh em nào đấy, cái bản dây giá rẻ để anh em cũng trải nghiệm nha đấy, chỉ có đấy. bốn loại bốn loại dẫn bốn màu khác nhau nhé đỏ xanh đen và trắng đó Tức từng lõi một giờ để anh em thấy cái kết cấu này lớp tiết cái dây lớp tiết lông này nó cho cái cái dây mà được bọc tiết lông ấy thì lớp cái lớp vỏ ngoài ấy, nó chống cháy chống nhiễu rất là tốt không như những cái bản thông thường đấy, chống chống nhiễu cực kỳ tốt anh em chứ dây, dây lõi tiết lông này anh em có thể đốt trên còn lửa nhưng mà không bao giờ nó bắt lửa đấy nhưng, nhưng không bắt lửa nhưng như những như cái dây thông thường đâu mỗi một lõi nó được tết theo một chiều nhất định đấy, nó được xoắn này tất cả các sợi xoắn này lõi mạ bạc rất là chắc chứ rất thích cái kết cấu của cái dây bãi rồi à, tách từ tách ra vì nó xoắn rất là chặt vào nhau đấy. mỗi một lõi gồm rất nhiều sợi mạ bạc và cái dây mạ bạc mà lõi nhiều sợi này thì cho cho tôi mình cực kỳ chi tiết và sạch sẽ đều tất cả các giải anh em nhé một giải bát rất là lực sâu mít thì ngọt đặc biệt giải chép chép cực kỳ sáng Đó. anh em là mà đi làm dây kết nối giữa các loa thì anh em cứ cứ tết hai dây vào một thôi, như đỏ xanh màu đen và trắng vào một anh em đi thôi chỉ có 30.000 nghìn một mét thôi dây bốn bãi nhật bốn loại lõi tiết lông này rất là chắc chắn này Đấy. anh em mà cần 30 mét thì sẽ cắt mét theo cầu của anh em Đó. Và ngoài cái bản 30 000 sẽ có những cái bản khác ví dụ như bản này đấy, bản màu ghi xám thì cũng nhiều clip chia sẻ với anh em ạ dây protero đấy. dây protero dây bãi nhật này. dây rất là mềm này bản này thì chỉ có hai lỗi rất này mà cái bản ghi xám này là một trong những bản giá tốt nhất hiện nay đấy. Dây hai lõi lõi đồng trong hai lõi hai màu đấy. mà dây này là dây lõi đồng, rất là tươi và mềm lõi rất nhiều sợi đầu tươi mềm ở cái bản hai lõi này nó là đê đê. để cạo chứ thế nào anh em nó là dây đồng xịn chứ không phải là dây mạ đâu anh em ạ nên anh em có thể cạo này không bao giờ nó cái mất cái lớp đồng của nó đi còn nếu mà dây mạ anh em mà cậu cạo đi nó sẽ mất ngay cái lớp đồng ngoài nhưng dây đồng xịn anh em có thể cạo thoải mái nó vẫn ra cái màu tiết diện của dây đồng của nó đấy, hai lõi bản này ghi sám này chỉ có 20.000 một mét thôi Đó. còn hoặc ngoài ra, ngoài ra anh em mà cần những bản dây lớn hơn có rất nhiều Đây. ví dụ bản này cũng là bản bốn lõi nhưng tiết diện nó lớn hơn nhiều 150.000 một mét bốn lõi Đấy, chất lượng cao này. Đấy. rất nhiều bản khác nhau để anh em có thể lựa chọn nhé dây rất là chắc chắn Đó. Ở trên đây thì Quang Minh Auto có chia sẻ đến quý vị và các bạn của anh em số mẫu dây bãi nhật thì uh, ra giấy bãi nhật xịn với lõi đồng lõi đồng mạ bạc với những hai cái bản bản là 20.000 hoặc bản 30.000 đô mét này anh em mà cần bao nhiêu mét, khoảng mình euro, mét thì quang minh euro sẽ cắt mét yêu cầu với anh em đấy, anh em và cái dây dây bãi nhật giá rẻ để cho anh em giá tốt nhất này thì anh em lấy bao nhiêu mét thì cứ cắt mét theo cầu của anh em 5 m 10 mét hay là 20 mét giá rất là rẻ rồi nên, chưa bao gồm phí vận chuyển anh em nhé vận chuyển anh em cứ cộng 30k trên một đơn Đấy, ví dụ như anh em lấy 5 mét dây này là 150 mới ship 30.000 là 180 hoặc là 10 mét là 300 ship 30.000 là 330 hoặc là dây rẻ cũng vậy 20.000 một mét hoặc là dây 4 nõi 30.000 một mét anh em lấy 30 mét thì cắt mét theo cầu của anh em Đó và mọi thông tin thì quý vị và các bạn các bác em có thể liên hệ với Quang Minh Auto theo số điện thoại ở bên trên đấy 0944737321 cửa hàng là 609 Trương Định Hoàng Mai Hà Nội quý vị và các bạn các bác em để qua trực tiếp cửa hàng để cùng là trải nghiệm nhé xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn các bác em đã theo dõi video quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất một lần nữa xin được cảm ơn xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn các bác em trong những video clip kế tiếp